Hello mọi người, chào mừng các bạn trở lại với góc nuôi cá bể màu ngoài trời của mình nha. Thì ngày hôm nay được một ngày nắng ấm hiếm hoi nha mọi người, sau mấy ngày mưa dầm thì hôm nay thì có nắng rồi. Sáng nay thì mình thả vài bè cá bể màu con ra ngoài này, thì hồ mình đã chuẩn bị từ ngày chiều ngày hôm qua rồi ha. Sáng này thấy thời tiết cũng đẹp đẹp đó, cho nên là thả cá con xuống. Thì trước mắt mọi người là bảy cá bể màu AB Gold Sithu của mình, AB Gold Sithu Ribbon nha. Bài này mình mới vớt ra hồi chiều ngày hôm qua luôn nè, vớt từ hồ cá giống á. Hôm bữa đẻ trong hồ cá giống rồi mình để đó mình nuôi luôn đó, chưa có hồ thành ra là cũng lười vớt ra. Ngày hôm qua mình chuẩn bị hồ xong rồi là mình có hồ rồi là mình vớt ra đó. Sáng nay mình thả xuống liền luôn nè, cá thả ra hồ lớn cái thấy sung hẳn lên luôn mọi người. Với lại là mình đang tập cho ăn trùng á, sung. Mặc dù là nhiều chạn cá trong đây nhưng mà thấy cá sung cá lanh vậy là được rồi ha. Ngoài ra mình giờ còn thả thêm 3 bầy cá mắt đỏ nữa, 2 bầy full red, 1 bầy tô bát Sithu Swallow luôn. Thì đây nè mọi người, đây bầy tô bát Sithu Swallow ha, cũng mới giờ vớt ra ngày hôm qua. Thì hôm nay thả xuống ngoài này luôn nè, nắng chiếu vô cái cá sung, thời tiết ấm á mọi người, cá bể màu nhìn sung đã lắm thật sự luôn ha. Nhưng mà nhắc nhở nhẹ mọi người một lần nữa là sau cái khoảng thời gian mà mưa dầm và nắng nóng lên như vậy, nắng ấm lên như vậy thì mấy cái hồ cá mà cặn phân nhiều quá thì mọi người nên xử lý nha, chứ để là cá bị lắc á. Túm vây lưng rồi lắc rồi các kiểu á. Mấy bầy cá con mới thả xuống nè, thấy sung đã ha. Bên đây thì mình có bầy full red nè, full red nhỏ nha. Bầy này hơi nhỏ một tí. Đó, hồ này thì mình mới vừa xử lý đây. Cho nên là mình thấy hồ còn ngon á, mình không có xử lý lại, mình thả cá con luôn nè. Bài này thì cũng đông lắm nha, là tại cá bơi hơi tản mạn. Đó. Ha. Kế bên là 3 bầy rồi đúng không mọi người? Kế bên đây mình còn bầy phân rết nữa nè. Bài này mình khá là cá cũng hơi trọng trọng cá rồi. Mình cũng đang tập cho ăn trùng nè. Đó. Mới vừa làm cái máng luôn á mọi người. Đó, cái máng kỳ này là xịn sò hơn cái máng kỳ trước nhiều lắm. Đó, nhưng mà làm hơi cực. Còn mình còn cả chục cái cần phải làm nữa. Thiếu máng cho cá bể màu. Do mình lên thêm hồ á. Cho nên thiếu máng. Cái mấy bầy cá con sung sung đã mọi người. Thiệt luôn, nuôi cá mà thấy cá con sung á, khoái lắm. Không biết các bạn có như mình không chứ mình khoái ngắm mấy bầy cá con sung sung mà cái tuổi ăn cái tuổi lớn á. Ồ, nhìn thấy cưng. Đó. Là bầy này thì mình thả trước nha. Bầy này mình thả trước. Bầy này cá lớn đều. Ha, hai bầy cá này là xê xích nhau chỉ có một buổi thôi. Rồi cái mình ghép lại một hồ luôn á. Bầy này cá lớn đều. Sẵn thăm qua tới mấy bầy full red nhỏ luôn nè mọi người. Bầy này là bầy full red nhỏ nhất của mình, đang lên màu và thấy cái bảng màu này thì ưng rồi đó. Chưa biết dàn form như thế nào chứ thấy cái bảng màu mà lên kiểu này là được rồi đó. Thấy đậm nè ha. Hôm bữa mình tách cũng triệt để lắm mà sao vẫn còn sót hai bé cá mái trong này, hai ba bé luôn đó. Nè, kế bên thì mình có một bầy bự hơn một chút nè mọi người. Mấy bữa nay là đẩy suốt thôi, đẩy kiểu hở hở vậy nè các bạn. Mưa dầm mà, mưa nhỏ nhưng mà kiểu mưa dầm á. Với lại là lúc này thời tiết cũng trở lạnh rồi, mình còn đang suy nghĩ biện pháp để mà mình những cái giải pháp tốt để mà mình che chắn cho cái khu nuôi ở trong. Còn ở ngoài này thì đẩy nắp là an toàn rồi.
có khu nuôi ở trong nó hơi căng chút. Đây này lên màu cũng ngon lành lắm, đang lên nha, đang lên màu nha. Đó, lên màu ngon nhất thì chỉ có bài này lớn tuổi hơn chút, lớn ngày tháng hơn chút. Không biết dàn form bung bung như thế nào nhưng mà thấy cái bảng màu này là mình ưng lắm. Các bạn thấy không? Đó, chưa biết dàn form như thế nào. Hôm nay mình phải nói là mình u mê với lại mấy cái dòng cá màu đỏ như là Full Red, như là AB Red Pro nha. Nè, bên đây mình vẫn còn một bầy nữa. Nha. Cá đang trồng cũng đang lên màu, đang bung form. Hai bầy này thì thấy màu được rồi đó, nhưng mà cái vàng form thì hơi thon, chưa, mình thấy chưa được ú dữ. Thật sự là mình thấy chưa được ú dữ, đang thúc nha mọi người. Đó, đang thúc. Vàng đuôi này mình thấy ngon á. Vàng đuôi này mình thấy ngon á nha. Đuôi này bự à. Được á. Có dáng sọt luôn ta. Nè mọi người. Dáng hơi ngắn thôi, hơi ngắn thôi chứ không chuẩn hợp nha. Đó, mái bên đây nè các bạn, cái mái bên đây nè, đây nè, cái này ivory, này ivory, Full Red mái đây nè, mình nhớ lộn, đây nè, hú nha. Cái bên là ivory mái. Cái bên đây là bầy cá mình thả nè, đông như quân nguyên. Bầy bên đây là ivory, chuẩn bị tách trong máy bầy này nha, chắc tầm khoảng ngày mai mình làm. Thấy cá cũng cứng rồi. Đó, cá mái nè, mái Full Red nè. Bên đây nữa nè, mái luôn nè. Hơi nhát nha mọi người. À, bên đây mình còn hồ mái nữa nè. Đó. À, là hôm nay nắng nè mọi người. Aberret. Hồ Aberret của mình nè. Này lên đỏ ha, cá cũng ú ha, cũng cần phải tách trong máy rồi đó, chỗ này là phải tách rồi đó. Bên đây có ivory bảng màu tím, này cũng ứng trống cũng mạnh rồi, cá cũng tương đối là ú. Đó, đó là góc nuôi cá ngoài trời của mình. Còn phía trong nhà thì mọi thứ thì vẫn như cũ thôi các bạn. Này là beta. Đây, mình có một bầy này Nemo nha. Bầy Nemo đang nổ màu. Bên đây thì mình có bầy cái gì cũng Nemo nhưng mà lai với là dạ quang Cooper. Ra Nemo dạ quang Cooper. À, kiếm bảng màu độc lạ đó các bạn. À, mấy bé dạ quang thấy thương quá. À, bầy này cách có mấy ngày thôi mà hôm nay là thấy trống rõ luôn rồi nè các bạn. Hôm bữa là mới ẩn ẩn nhẹ nhẹ thôi. Hôm nay là thấy trống rõ luôn.
nhanh. Nó là tới cái khúc này á, là khi mà các bạn thúc cá cho cá ăn đầy đủ là rất là nhanh luôn, mình phải công nhận. Trong vòng 3-4 ngày thôi là thấy khác liền luôn á mọi người. 3 ngày thôi nè, à, thấy không, này thấy đỏ lét luôn nè. Mấy đỏ là dạng mình thấy nói là lên cá trống nha, chứ không phải là dạng mà mãi cá mới vừa nhú nhú màu thôi mà nhú trống nè. Đó, rất là nhanh, phải công nhận. Bè này đông. Nè, dưới này bộ cá giống của mình. Bà cá giống là cái máy bé bé mà hôm bữa mình vớt sót á, hôm nay là lên màu cũng đẹp luôn nè. Lên màu được rồi đó. Để thăm xem có máy nào mà bụng to nó không cần phải tách đẻ nó. Đây. 1. Đây 2. Sao máy này bơi thấy buồn vậy? Máy này bệnh rồi, bệnh rồi mọi người ơi. Máy này bệnh rồi. Bị sao mà bị dập mình dữ vậy nè. Đó, hồ cá giống rất là sạch. Các bạn thấy sạch bon. Nhưng mà thời tiết thay đổi á mọi người. Thời tiết thay đổi thì cá dễ bệnh. Thôi, để mình chắc mình tách đẻ trước rồi mình sẽ vô thuốc vô muối để mình trị bệnh cho cá thôi. Chứ máy này chắc hư rồi. Đó, dập mình giống như bị dập mình, bị làm như bị quýnh lộn. Rồi, bye bye mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video vào tối ngày mai nha.